Chị Liên chào mừng quý vị, các anh chị và các bạn đã đến với chương trình Global Magic Moment, khoảnh khắc diệu kỳ. Đây là một chương trình được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút hàng ngày, là một công cụ hữu hiệu giúp cho chúng ta duy trì thái độ tích cực và thói quen của người thành đạt. Quý vị, các anh chị và các bạn vừa trải qua phần 1 và phần 2 của khoảnh khắc diệu kỳ. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã có những trải nghiệm thật là tuyệt vời trong chuyến hành trình nội tâm của mình. Và bây giờ chúng ta cùng đến với phần 3 với chủ đề thương và ghét. Thương và ghét. Khi thương củ ấu cũng tròn, khi ghét lấy quả bồ hòn làm vuông. Tục ngữ Việt Nam. Đây thực sự là một nghịch lý. Sự thật là củ ấu rất gai góc, còn bồ hòn thì tròn. Khi bạn im lặng, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn biết lắng nghe. Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn khinh người. Khi bạn nói, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn biết chia sẻ. Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn nói nhiều. Khi bạn nói về những điều lớn lao, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn đang truyền cho họ cảm hứng. Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn đang nổ. Khi bạn nói về những điều rất đời thường, những người yêu thương bạn sẽ bảo bạn giản dị. Những kẻ ghét bạn sẽ bảo bạn tầm thường. Khi bạn hy sinh, những người yêu thương bạn sẽ nói cảm ơn. Những kẻ ghét bạn sẽ nói đạo đức giả. Khi bạn sống thật, những người yêu thương bạn sẽ tha thứ và yêu thương bạn nhiều hơn. Những kẻ ghét bạn sẽ lại càng căm ghét bạn hơn. Hôm nay chúng ta nên làm gì? Hãy sống đơn giản theo cách của mình. Hãy sống với sự chân thành, tử tế, biết người, biết ta. Đừng cố uốn theo những con mắt soi xét của trần gian. Hãy là chính mình, vì khi thương củ ấu cũng tròn, khi ghét lấy quả bồ hòn làm vuông. Chúng tôi xin chúc cho quý vị, các anh chị và các bạn có một ngày mới thật an vui và tràn đầy hạnh phúc. Hãy tích tụ thật nhiều năng lượng để xử lý công việc một cách hiệu quả nhất. Buổi chiều, hãy quay trở về nhà trong tiếng cười và vòng tay ôm siết của những người thân yêu. Một lần nữa, thay mặt cho những người làm chương trình, chúng tôi xin gửi tới quý vị, các anh chị và các bạn lời cảm ơn chân thành nhất vì đã có mặt trong chương trình Global Magic Moment, khoảnh khắc diệu kỳ này. Và chúng ta lại cùng hẹn gặp nhau vào buổi sáng tinh khôi của ngày mai. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.